Hiển Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh. Bây giờ là mấy anh em là chuẩn bị lấy bàn đó đi chị, cái bàn đó chị, lấy khăn cho bàn anh ơi. Có hả? Sao hả? Hả? Khách tôi ngoài luôn. Ở đây nè, để đây đi. Chọn ra cũng được. Hả? Bàn anh ơi. Thôi hai bàn anh ơi. Lên đồng dưới trời. Chị lấy mấy cái cây trong vỏ này em để đứng cái gì? Thôi để mấy cây của Ngọc, Ngọc có gắn máy Ngọc. Để mấy giờ để qua bên bạn đây nè. Hai bàn luôn. Cái này tô đổ muỗng này ăn lẩu rồi. Cái đó chị múc ra tô được rồi. Rồi gặp caramel cho 100 đi. Tính để phụ mấy anh em mà thấy chồng không có gì ai làm hết à. Có cô chú anh chị bữa nay là cũng lớn ha. Chị Vivi Trần. Trời ơi quá trời món luôn. Rồi nước vô luôn. À, quên điện nước, nước kìa phải không? Phải không? Phải. Ủa? Lại lấy giùm cái ly đi Hương để múc cháo luôn. Bạn cháu còn bao tay hôm qua. À thôi có Hương ơi, có rồi. Mình còn bao tay không chịu à? Chút hai dĩa. Để ngoài đó giùm gì qua đây. Gỏi gà. Thôi gỏi gà, kèn cua với bắp cải nè cô chú anh chị ơi. Ha. Bánh chị đậu xào, bánh mì chấm. Hai tô bên hai tô. Đây là cà ri hả? Đây nước cà ri. Còn đây là cà ri. Gỏi gà. Gỏi gà bánh hỏi. Gỏi bánh chúng ta bốn dĩa rồi vậy. Rồi đây là cháo gà ha. Ừ, chị Hương đang muốn cháo gà cô chú anh chị. Dưa hấu bao lì xì. Ồ, dưa hấu với bao lì xì đây, nữa hả? Đúng rồi. Bao tới trọng đủ. Nay chị Vivi Trần trao quà khủng ha. Cúng lớn luôn cho chú. Đó rồi chú anh chị. Gái đi. Nhà gái đang cắm bông nha. Trời ơi. Đó là anh ha, anh dìm hàng em ha. Cắm gái đang cắm bông hả? Chung là tuyệt vời. Hai bình hả chồng? Hai bình. Để hai bên hả? Hai bình một bình phản. Chung ớt đó thì rất là khéo tay đó cô chú anh chị. Mình cắm thì rất là đẹp. Tỉ à, chị này là xong mẫu chú là mình về mình có cái nghề luôn. Mở xếp hoa luôn được. Mở xếp hoa luôn. Mở xếp hoa luôn là vừa. Trời ơi anh Ben này. Anh mới nói. Anh Ben nó nói xong cái anh đút gạo nó đúng mì luôn á. Cái tô đây. Ủa cái tô đó giống hai cái của anh. Từ ơi Minh ơi không gấp Minh ơi. Đúng rồi hai cái dính luôn. Cái cũng đổ á, đổ luôn. Bốn tô nha anh Minh. Gỏi gà mà gắp cần cua nha cô chú chị cũng gạo lắm lại. Cái hai chén hai chén lắm em ơi. Cắt phải ngon nha. Ông vừa nói luôn anh Minh, anh Minh, anh nói một cái kìa. Thôi vậy, anh nói cái anh chúc một cái. Qua. 9 giờ.
có chú anh chị ơi. Mảng cầu đồ nữa ha. Qua đây đi, qua đây. Có đừng che máy chị sao nhé. Hả? Trời ơi. Che gốc cây. Đâu cũng dính máy chứ vậy. Có máy đây nữa hả? Ủa cái này là cúng Tết luôn ha. Hả? Ờ, vậy là chị Vi Vi Trần chào cho anh em tất niên à, trước cúng cho chú sao là mấy anh em làm cúng tất niên cho cậu là bốn tôi cháu à, cúng tất niên cho chú bên hai câu được rồi chị thì trước cúng cậu qua sau nữa mấy anh em mình đón tất niên chung với cậu đó. Ủa cô Năm có lên không ta? Bữa chị nghe cô Năm 26 lên mà. Đúng rồi, chọn đâu rồi đấy. Đủ tô không? Đó nữa hả? Mới hả? Trời ơi. Đủ tô không? Anh giống em quá mà Minh. Mở tô không Hải? Tô anh Hải ơi. Tay rửa sạch chứ mày xuống thấy mà. Tay rửa sạch chứ không nổi. Tay nãy có rửa trước khi quắn không chị? Đó. Đi xin đàng hoàng. Dạ. Luôn cà ri nhiều quá ha. Thôi đừng, anh không dám nói nữa đâu. Gì anh? Anh không dám nói nữa, cái ông đậu ngoài nữa. Rồi, ở trên thì ớt đen ha, chuẩn bị hoa ha. Hoa hồng của chú anh chị ơi. Hoa hồng của con Vi. Tươi. À. Chị vợ dìm hàng anh hả? Người ta thấy hoa thì ta lại ta quay thôi chứ đâu mà dìm hàng. Ôi chồng ơi, cái nhị của cái hoa mai này nhìn đẹp lắm nghe. Cái màu đỏ đậm luôn á. Cái màu đỏ đậm lắm chồng. Nhị đỏ hả? Ừ. Đó, y như hoa giả luôn á. Thấy không? Nó 10 cánh đâu, nó tới 20 cánh. Đó, nó màu đỏ đậm luôn á. Nó là chị Vi Vi Trần chỗ tổ chức tất niên cho tất niên cho anh em của chú anh chị. Bây giờ anh trên bàn thờ có trống không? Mình bỏ trên bàn này luôn. Mình trên bàn thờ không? Không được hả? Để mình để ở bàn này đi, mình sống trên bàn này cũng được. Ừ, quá trời máy luôn rồi, giờ luôn đi đâu đây ta? Để bà nói máy nữa kìa. Giờ lên lựa, nhìn sau lưng. Anh la, anh la quả, anh lựa cho hai cái nào bự nhất giùm em đi anh Ngọc. Hình như có ghi số ký không ta? Chị thấy có trong cái bịch có ghi số ký ở ngoài á. Cái chín cái rử đồ này kia đó. Anh có bợ hai cái nào bự nhất là dâng cho cậu trước đi. Hải, mốt có mang giày mới bá anh em tiếng anh em mang giày chung cho vui. Không ai bữa nay nó mang dài. Nghe hả? Tô nó không Hải? Còn quá chừng đây nè. Đây nó còn mấy anh em sắp đi. Hai tô thôi. Ồ rồi trời, cái anh không bỏ cái hai tô thôi, còn nhiêu một bịch lại đi. Bao nhiêu mấy ba bốn bịch luôn. Mình ăn ra mình đổ ra thêm. Mình để mình khỏi đổ la chúng nó ngựa, mình để anh nãy giờ nó nóng mình chết luôn. Nãy giờ lấy hai cái dĩa nó xuống cái dĩa bây giờ khán giả nếu mà mua trái cây lấy cái bạc nhỏ ra để thôi. Lấy hai cái dĩa để nó nóng trước. Ớt quấn hả? Gỗ tay chưa? Để bỏ bàn này cúng xong rồi để lau tay sạch lắm á. Chân mà để sạch lắm á. Bùi Hải, ta không có vợ đó nghe, mình có vợ đó. Dù không có gì mình cũng có ôm ấp. Tại ơi mà sáng giờ là vô sớm mưa mộn rồi mà. Để chỗ bàn á, đúng rồi đó anh Ngọc ơi. Đây ông tin của bộ truyền thông thì bữa nay là Bùi Hải cũng lớn nha. Tại vì mình chưng Tết cho cậu mà sao thỉnh lắm. Bây giờ là bên ngoài này thì anh Ngọc với lại Bùi Hải mình phải nói là có cô khán giả là vào viếng mộ chú. Chú tiểu rồi, giờ có cô khán giả chạy vô. Cái gì vậy? Ô chị hai bữa nay sinh giải dữ rồi trời. Đâu? Lát em quay em quảng bá. Rồi. Còn hỏi đâu nữa? Rồi chị bất ngờ. Luôn. Ủa mà ngộ ha. À, hai người chúc cà ghi là hai người máu màu vàng hết nữa nè. Hello anh yêu.
Anh uống thuốc chưa? Ta làm từ bên đông sang bên tây rồi mà hỏi còn ta sạch đi không? Nếu mà giờ giờ từ bên kia về đi làm về luôn rồi. Người ta nói ở giá nó nhà mấy chị bỏ anh hai cái dạng vậy là xong ha. Coi cái mấy cái đũa của mình đó rồi. Đũa đây nè anh Minh. Không, đây em có mua đũa chén đầy đủ nè. Gì giá tiêu. Chị ơi coi nè. Chị ba. Chị gãi hả? Chị hai. Chị gãi đúng không? Ai đi vệ sinh tay đàng hoàng nha cô chú anh chị. Chị hai kìa. Thầy có mà, chị có gì xin đàng hoàng mà. Ý là nãy chị có đi vệ sinh đàng hoàng. Đi vệ sinh tay. Mà em phải chị gãi á. Ý là nãy chị có đi vệ sinh tay đàng hoàng. Chị gãi xong cho em mà chị đi vệ sinh tay đàng hoàng. Chị gãi cho em xong. Ý là chị gãi cho em xong. Mình làm công việc, mình phải vệ sinh tay mình đàng hoàng. Ở đây cái kia nó căng ta gãi nữa. Đâu không? Có. Rồi, đang mà lát. Chị đứng nghe, Liêu tự nhiên em nha. Bà Niêu anh đang gãi nha. Dày lắm. Phải cắt ra. Dày ha. Dày nha. Đang làm này mà nghe Niêu nó gãi gãi trong mình cũng nó ngứa ngứa. Ngứa anh. Tự nhiên nhắc gãi gãi hoài. Ngứa gán chịu nha, chứ đừng có gãi giờ nha. Rồi bây giờ mình sắp nha, bây giờ mình sắp xi tròn lại cho nó đẹp bà con. Cúng thì nó nhanh lắm nhưng mà bà quan trọng mình trang trí để cho nó đẹp. Thôi mình để ngoài để chén chứ. Giờ hai bên sao đi được? Chết luôn à. Xé ra đó. Tí này, tí sắp trên bên đây đi. Thấy làm cái cổ đúng không? Phải đâu chuyện đùa hả? Nhẹ nhẹ thôi hả anh yêu? Nói nhẹ nhẹ thôi phải không? Dĩ rau rồi chị ơi. Dĩ gỏi, dĩ gỏi. Về quê là gán ăn Tết sao mà cho nó mau hết bệnh nha anh em. Mau có vợ luôn nha anh em ơi. Để vô Tết là hay khỏe nha. Rồi, đẩy cái cây vô. Anh làm sao mà mốt anh chạy giống giống như bữa hổm anh chạy vậy đó. Mình đợi chiếu ngoài. Cô sáu lạ rồi cái anh chạy cái vụ. Để em đem cái này lên cho cậu cái. Tính ra chưa hả? Tí à. Mình để vô thùng tròn gì này vô trong nè, chứ mình để chiếu ngoài. Không bánh mì đó nha. Bánh mì á. Vịt quay bánh mì, cà ri bánh mì, gà bớt gỏi, cháo gà, rau sống, bánh hỏi, nước mắm, xoài, ngũ quả. Tại vì nó 6 trái. Phải nằm. Đây cũng lớn nha anh em. Tại người ta cái ngủ nó tốt hơn. Đó này cũng lớn nè. Sao nó cúng 5 trái mà cúng mình 6 trái ta. Chú là chú số 5. Ê muối nó dùng giòn rồi nó đẩy bánh mì cái. Mô mặt độ chị là nhiêu ơi. Nè Ngũ Hoài mua đúng 5 trái. Để em chấm. Còn ba là ba nè. Né số 6 anh chị. Anh chạy vô đây thiếu quá em mua sẵn. À, nếu mà có gì sai sót thì bà con bác bỏ qua. Rồi, bắt đầu bưng vô nha. Nếu nào cứ từ từ nha, anh em đừng có. Rồi, từ từ thôi anh ơi, từ từ. Rồi, đây là anh Minh với lại anh Ngọc là đang đem bàn cúng lên đầu tiên ha cô chú anh chị. Bây giờ đây là bàn cúng thứ hai. Rồi đây là ếch với lại Hải sẽ mang bàn cúng thứ hai lên. Ra con ra nhanh lên
đi đi. Này lên đứng khép vô nè, coi chừng bé nha. Rồi, rồi xong luôn. Có hai bàn quỳnh chén. Thôi bị mặn nha. Thôi bị mặn hả? Bạn Hải, Hải. Em xây sao con bánh hỏi là làm ngay cho nè. Rồi, trên chút. Rồi đến lấy hoa nữa là đẹp rồi. Rồi hoa kế bên cho luôn. Hoa luôn bé. Rồi dân hoa lên. Cho trên luôn hả? Cho trên luôn. Bình Hoa mini hả? Em đem nước lên đi. Bình Hoa mini. Nước sôi nha, nước sôi nha. Cứ một chén một ly, một chén một ly. Một chén một ly thôi, một chén một ly cho nó đều. Đâu còn động cái đi. Đủ chưa? Bên kia bên đây. Đủ chưa? Đủ chưa? Bên đây một chén một ly. À, Ngọc, Ngọc. Ông nước nè, Khang, Khang bỏ bệnh. Hải ơi. Rồi, ba ly bệnh. Ôi, cái ống hút này ai cắt nè, phải không? Mới cắt nè. Tại sao thấy nó cục dữ vậy? Bên đây Hiếu, Hiếu Ly, Hiếu Ly. Hiếu Ly. Hiếu Ly, Hiếu Ly. Đang bưng lên, đang bưng lên, đang bưng lên. Đang bưng, đang bưng. Nè, nè. Nè ống hút nè, đủ chưa? Rồi bây giờ mình cua luôn. Đủ ống hút chưa? Đủ hút chưa? Đây vậy chị hai bỏ vô luôn đi. Cái bàn này bàn kia mình lo hoa nhỏ nó hợp lý luôn á. Xin chào, nó bự quá rồi, tôi để mình lo bự luôn. Miếng nữa bích, miếng nữa bích. Rồi nó tan, tụi nó bích. Nay đúng gu của anh áo vàng rồi. Của anh áo vàng rồi. Bên vàng bên đỏ đi. Xì tin không hả? Bên vàng bên đen nó đúng, bên vàng bên đỏ. Bên vàng bên đỏ. Tôi cúng là bên vàng bên đen nè. Em cúng là cái nữa đâu nữa. Đen là của anh Ngọc á. Đen là của anh Ngọc, đỏ là của anh Dông hả? Bên đây còn thiếu. Áo vàng đặt phải không Hải? Hai đặt Hải. Anh bắt cái ghế lên ngóng trông em về. Sao bao ngày rồi em chưa về vậy ta? Đây đây chị cầm cho nè. Đó anh yêu. Đó cô chú anh chị, bây giờ là Hải sẽ chuẩn bị đốt nhang để cúng cho chú Vũ Linh ha. Một lần nữa là Tiên cũng xin cảm ơn chị Vy Vy Trần rất là nhiều. Đó, thì chị chuẩn bị cái tích niên cho mấy anh em như là cúng cho chú trước, sau đó là mấy anh em tổ chức tích niên có cái quà nữa để cho khán giả ra kìa, mình né né ra dẹp ra nha. Ủa ừ, lên nó đứng luôn. Bay lê cam, đang bay lê cam. Hết luôn rồi cô chú anh chị ơi, đây là bây giờ phát hiện ha. À, anh này ảnh leo lên cái chậu gọng đó. Đó, cô chú anh chị. Sau nữa là mừng tất niên á, cho mấy anh em YouTube về clip của mình là mừng tất niên mình với cậu thì vui. Rồi xong cái bàn cúng này là chị cũng có gửi quà với lì xì cho mấy anh em mình ở đây. Thì cũng muốn là mời tất niên cho cậu với mấy anh em mình ở đây. Cũng còn mấy ngày nữa đâu anh em mình về quê. Người cũng chịu mãi nó gung dưới trời. Đâu cậu đi hút luôn. Cái rung lên cậu ba nhà ơi, rung nó đèn rung.
đi đi ra đây chị, làm gì ra đường này cô, nè đi đây ra bọc làm sao đó, đi đây được cô chú anh chị. Gỏi cháo, cháo gà, cháo gà hai mâm quanh quay, cháo gà heo quay, bánh mì. Cái cây sau khi mà Hải sau thì mất tiêu cái cây điện thoại. Vậy là xong đó ha Hải. Rồi có làm thủ tục gì nữa không hay là sao? Có, trong này mình phát quà cho mấy anh em luôn chứ. Rồi ra trước cái cổng đường hoa nè. Đó, mình bây giờ mình dời, bây giờ mình dời dưa vô trong đây đi, mình phát cái trong đây luôn nè. Đây luôn hả? Đó, giờ mình ra cái vui nha. Bây giờ làm cái vui đi. Phát ở đâu đó. Trước kia trước đó. Này. Bữa nay không có ai vô đây nè. Bên đây cái mẹ chị kêu ho để đây phát. À, là chị BB Trần kêu hả? Thôi đi ra lên mũ ơi, đi ra lên đi. Mấy đứa. Rồi bây giờ mình sẽ đi. Bữa nay clip sẽ dài nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ là mấy anh em là đi qua bển để lấy dưa hấu qua rồi chưa chị ơi. Em nghe qua hồi em cầm về đó. Ai có ba tay thích ba tay con cầm đi đây coi. Ủa, wow, cầm hả? Mèn à. Anh sớm giùm em luôn nha chồng. Đó, có giờ anh kinh gì luôn à. Đó, để đi chị với chị à, nói với Hải thôi ấy nha. Anh ơi, khỏi vô nha. Đi. Dạ. Thôi đi à. Rồi đi đi anh ơi. Hải ơi, anh Minh đang đói rồi. À gỡ bậy gì nữa. Lộn, anh Minh dám nhủ. Thành hàng luôn anh em ơi, hai hàng đi. Đó, nằm mình tiện đó. Hai hàng nó mới đều. Một hàng đi rồi mình đứng sau. Hàng luôn, một hàng luôn đi. Bữa nay nè Hương, em qua đây em quay qua cái vậy. Đứng đây quay lấy cam rồi sẵn. Rồi bị phát hiện thôi, chảo lại. Rồi, đây bao lịch sử đây vậy. Ừ, anh đứng lên đây để anh quay toàn cảnh nè. Rồi bây giờ là mình ở đây là mình quay được toàn cảnh rồi đó. Anh Liêu ha, bây giờ anh Liêu trước đi ha. Đúng rồi. Liêu lớn mà. Trước đi Liêu ơi. Đứng đây cho nó ra cho bà rau rồi. Nó lắm quá. Dạ. Rồi, cảm ơn. Ở đâu? Chị BB Trần ở Mỹ gọi tặng anh hôm qua về chung Tết. Chết rồi, ôm nước ngủ quá. Em ba chị lát này chị đóng gửi về quê nha. Tại chơi quê cái đây là tiền tiền ship nó tầm 300 ngàn rồi nó 400 ngàn rồi đó. Đúng rồi. Cái thùng đó Minh 800 ngàn á. Không có 800 hả? Thùng thùng xíu mà 5 cây pin vlog mình đó, 500 ngàn. Rồi nhịp thấp nêu. Anh ẩm muốn hết nổi rồi kìa. Em cảm ơn chị Bi TV. Rồi Bùi Hải vlog. Chắc nghe cái đó là những kênh YouTube của Hoa Viên á chị. Nám nám trời được không? Có. Chị gái. Còn có dính đâu rồi. Đây mọi người. Rồi. Còn tờ nữa. Một tờ. Rồi còn cái này em tặng riêng cho anh nha.
một tờ giá số. Rồi. Rồi bây giờ tới anh Ngọc này coi số anh chị. Xong luôn ra cho Ngọc. Rồi cho mấy cho làm ăn luôn. Cho làm ăn. Cho anh em ekip và một và hai trái dưa hấu và một phong bì. Chúc chị năm mới được nhiều sức khỏe, toàn tự như ý, tháng tài tháng lộc tháng bình an. Đóng nguyên uống vàng. Đóng luôn nguyên uống vàng và chúc chị được năm mới được lộc phá cả năm mặt lạ. Không phải đâu, thật ra là 2 tỷ với 500 cành. Anh áo sọc. Chị Nguyễn Trang gửi cho anh 2 trái dưa để chưng Tết. Nặng quá, đợi xuống nha. Kèm theo một bao lì xì của chị gửi cho anh. Em cũng cảm ơn chị Vivi. Trước mặt về màn hình. Nhặt lì xì cho tụi em. Em cũng chúc chị mau hết bệnh. Cả chúc gia đình chị nhiều sức khỏe và năm mới là làm ăn phát tài. Nhảy xuống đây. Anh cố thấy không? Nhảy xuống đây chắc thẳng hơn. Tại vì ta đứng lên nhìn thẳng đây nè. Đứng lên khó nha. 2 tỷ nữa ha. 2 tỷ. Ủa, 2 tỷ. Luôn nha. Chúc quà năm mới. Rồi cảm ơn anh nhiều. Rồi năm sau làm review cao cao nha. Em cũng bọc số là 045851 chiều nay chúng 2 tỷ. Rồi anh nấp đây, tới anh luôn nấp đây. Đây, chị Lưu Nguyễn Trần gọi tặng anh đập dưa hấu về để chưng Tết. Thôi rồi. Kẹp theo bao lì xì để có tiền xăng cộ đi về. Rồi, để cho anh xin phép đẩy này xuống nha. Rồi. Đó thì đây là cái món quà của nó rất là tuyệt vời từ chị Vivi Trần ha. Thì năm mới tính đến thì 15 mết, cảm ơn chị Vivi Trần rất là nhiều. Chúc cho chị và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe, làm ăn thì phát tài phát lộc. Cũng ơn là cảm ơn Bùi Hải luôn nha. Em làm câu nói cho anh em. Ồ, một cái tờ xanh rất là đẹp nha bà con cô bác. Em gửi nha, anh thêm 2 tỷ nữa nè. 2 tỷ luôn ha. Chiều nay mà anh em mình vô 2 tỷ hết là quá rồi. Bây giờ bỏ đi luôn đi. Còn dính tờ này nữa. Không có. Nó lộn á, ở đâu rồi đó. Rồi cảm ơn em nha Hải. Chị ghê à. Không viết vô á. Bây giờ chị ơi, chị Tiên ơi. Chị lâu hả? Dạ. Ê, nghe nói như bữa nay anh gặp em cái đi ra từ chị Hồng Ngọc đúng không? Qua nghe nó anh Di Minh nói. Có Hồng Ngọc đó hả? Ừ. Rồi, chị Bibi Trần gửi chị gặp dưa để về chung Tết. Rồi để công nhận cái món quà thiệt nặng luôn á. Tính ra năm nay là Bùi Hải là chơi tắt tay luôn á. Chơi tắt tay luôn á. 2 tỷ. Anh Nam.
vô Nam. Quên anh Long chứ. Anh Long. Để làm ta gói. Long. Nè. Đây. Anh mở giọng tới lại, đứng lại. Cho Long bắt dưa. Em cảm ơn chị Vivi Trần đã cho lì xì anh em ở mộ. Em cũng chúc chị luôn trẻ đẹp và nhiều sức khỏe. Trẻ đẹp, đó cái câu đó dữ lắm đó nha. Còn 2 tỷ nữa. 500 luôn nha. Và kèm theo 2 tỷ. 2 tỷ luôn. Rồi, cảm ơn chị Vivi Trần. Bên đâu rồi? Bên mới đem chạy đâu rồi? Bên anh, bên. Chạy hôm. Đi, chú dâm. Chạy hôm. Vô anh Bên. Chưa vậy la đăng rồi ha. Đâu, anh tưởng anh không có cho nên anh đi ra. Anh nghe điện thoại gì. Đây là tới phần ông Bên nha. Hải Bên nha, chị Vi Trần cũng gọi. Hải đứng coi, đứng sụp coi sao giúp Hải. Cảm ơn chị Vi Trần. Đây nè, chị Vi Trần đang đứng đây nè. Cũng xin cảm ơn chị Vi Trần nha. Dạ, chị Vi Trần cảm ơn em nha. 2 tỷ của bạn Hải nha. Chứ đây chị. Cảm ơn em nha. Cái gì nữa? Thằng Giang ơi. Quà sách mỏi tay luôn á. Bỏ, trong bóp cũng vô chưa ta? Bùi Hải là số 1 luôn á. Điện không? Có ai điện không? À, đang cho anh nhận vô nhận chung với mấy anh em cho vui ha. Chị Hoa gọi chị Hoa. Anh Giang nói nhỏ nhỏ thôi nha, đừng nói lớn quá gió vô đau bụng. Mới rồi, bớt. Năm mới Tết đến 2008 đã nhận được lộc của chị Vi Trần nhờ hội thảo nha. Chào cho 2008 xin chúc gia đình cô năm mới an khang thịnh vượng nha. Chúc cho em hãy năm mới được gặp hái được nhiều thành công. Cảm ơn anh đã tặng cho em hai tỷ. Rồi xin chân thành cảm ơn anh Giang. Anh Giang cũng được luôn á chứ anh chị ơi, anh em là ai cũng được hết ha. Vậy là anh Nam mới nắm máy rồi sao? Chút xíu đi anh cho anh chốt ha, vậy luôn cho mấy chị trước đi nha. Đúng rồi. Chị Hương Hương quá đã chờ. Hương nào cũng được mà. Hương nào cũng có. Hương đờ nờ vậy. Em à, chị đứng đó. Chị Vi Vi Trần gửi tặng cho chị cặp chưa đi về chung kết một bao lì xì. Nặng quá. Dạ chị em cảm ơn chị Vi Vi Trần. Em chúc cho chị và gia đình chị được nhiều sức khỏe làm ăn phát tài nha chị. Em cũng vui nha. Đây giờ được 500. Em tặng cho chị thêm 2 tỷ. Rồi em thay mặt chị Vi Trần nhận lời cảm ơn. Caramel của anh Hải lạ quá. Giờ không đứng ở đằng trước. Rồi chị Hoa nha. Lòng khó anh ta không mà bắt tao mới ngứa lên vậy. Cảm ơn chị Vi Trần nha. Một bao lì xì. Cảm ơn chị Huy Trần, chị nhiều sức khỏe. Gọi chị 2 tỷ nữa nha. Nhớ nếu mà có trúng rồi chích ra 15% làm từ thiện nha. Em gửi cho chị Huy Trần nha. Gửi cho chị một bao lì xì từ chị Huy Trần. Em cũng cảm ơn chị Vi Vi Trần, em có nhận bên em Hải 500 ngàn với tâm dưa. Chúc gia đình cũng nhiều sức khỏe, năm mới hình hoài với chị. Thầy số lại trên nha, tiều nay cậu phù hộ độ trì cho mấy anh em mình đã thay chúng độc đắc chào. Chúng hết là mấy anh em mình quay còn mấy năm nữa đó. Dạ. Rồi chị Hương. Ủa em mua số giống hay khác hay? 16 tờ giống có 4 tờ khác nhau mà. Vậy là khả năng là sẽ trúng nha. Chị, đúng là một lóc có 12 tờ rồi. Chưa về chương Tết. Cảm ơn em Hương, em cảm ơn chị Vi Vi Trần nhiều. Năm mới chị được nhiều sức khỏe. Giờ làm ăn phát tài. Rồi, cảm ơn chị. Đừng lấy cái kia. Quà nặng con phải bỏ xuống phải lấy vào lì xì được. Cái video này dài tới 1 tiếng là. Em nhận được tiền chị lì xì. Dạ, chắc con thiếu 1 tiếng bút 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 b
cô Quy Vi Trần tặng cho con bao lì xì ăn Tết. Không ăn chưa? Lên coi trời, lên luôn nè. Không có, tại ta vô nhận quà chứ. Bữa nay cái đặc biệt nha, ta vô nhận quà thôi chứ ta không có làm nên ta vui. Trời ơi, vui quá trời luôn. Chút là ta đi về rồi nên ta vui á. Để thôi chú mày chú tiểu nó chắn bớt á. Năm mới tiến tới không lùi hay vậy? À, tiến tới không lùi. Nghe được không? À, không lùi mà. Em nhận được một bao lì xì. Một tờ giấy số của em tặng cho chị nha. Để chiều cậu độ cho mấy anh em chị em mình đây trúng độc đắc rồi đó. Ủa còn không sống ốc có vô chưa? Không, để trưa cho ông đi, kêu ông vô à. Rồi trưa anh Nam không bỏ vô đây, cho đây, chị đây, đây, rồi anh Nam nữa. Nhân vật chính nè. Rồi rồi đây. Nhân vật chính xuất hiện nè. Nhân vật ca ra. Nhân vật chính. Nãy giờ đứng lên rộng nè. Thầy ông thầy quay máy. Trời ơi nó nặng. Cô chị Quy Vi Trần gửi tặng cho anh tí một bao lì xì. Dạ em cảm ơn chị Quy Vi Trần rất là nhiều nha. Và em chỉ cầu chúc cho chị có thật nhiều sức khỏe và an lành cho trong cuộc sống nha. Và em gửi tặng 2 tỷ luôn nè. Từ Nam chiều chung là em đi chơi luôn. Chiều nay chứng số là mua gạo. Rồi, 500 cành. 500 cành. Giờ chỉ còn là anh Phong hả? Còn Phong chưa có. Phong trưa chưa. Rồi tờ vé số của Trần Nam đọc số luôn nè. 858 463, nếu mà chiều nay chúng sẽ chích ra 20% làm từ thiện. Rồi, còn anh Phong đâu á? Dạ, anh Phong chắc trưa mới vô em ơi. Rất là nhiều. Còn anh Phong bánh không vô rồi, rồi sao? Thôi để chiều đi, để chị nào cũng vô được. Không vô thì chắc chạy vô cái gì. Ủa nãy có ai điện cho ta? Điện rồi đúng không? Đó thì có cô chú anh chị thì mấy anh em là ai cũng nhận. Ủa em bà anh đóng vàng đâu ta? Đi ra ngoài rồi. Ôm trái dưa đi rồi. Ôm trái dưa đi. Ủa còn cái bà khoan anh đưa giùm cho nó. Ủa nãy anh. Ủa cái này của ai anh đó vậy? Sao còn dư đó? Còn dư cặp ta. Ủa cần có chưa? Ủa cần. Em với em Phong. Hay là khi nào chỗ đó tặng em cặp không? Tặng thêm cặp nữa đó, bữa hôm anh có nói mà mua. Rồi tặng cặp. Vậy rất tặng cặp rồi. Anh đưa máy cho anh Bin nắm giùm đi anh. Đưa máy anh nắm giùm. À, là anh còn nữa hả? Còn. Đặc biệt hả? Có công. Dạ. Thôi chúc mừng nha. Vậy là hồi mua nước cho anh em uống. Đây là bỏ qua quyền lực. Cái video của em thay mặt của chị Vi Vi Trần á, cảm ơn thúc nha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành nha. Hồi em cũng gửi lần nữa là 300.000 cũng xin cảm ơn chị Vi Vi Trần rất là nhiều nha. Chúc chị gia đình gia đạo bình an. 600 hai anh thì Trần Nam và anh Áo Giang nhận thêm 600.000 là mỗi người 300 từ Bùi Hải như là chị Vi Vi Trần để hỗ trợ cái tiền đi tới đi lui á. Thì Nam cũng cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đó, anh có gì anh nói với chị không? Thì cũng cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe cho anh năm mới thì cố gắng để mà dưỡng bệnh. Thôi giờ mấy anh em mình người lại thắp cho cậu một nén hương đi. Được, cả năm nay là cậu cũng ủng hộ đồ gì cho mấy